Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chi 26 triệu bảng chiêu mộ nhà vô địch Serie A. Chelsea muốn giúp Thomas Tuchel có được tiền vệ trong mơ. Solskjaer có kế hoạch hoàn hảo cho cả Sancho và Greenwood. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chi 26 triệu bảng chiêu mộ nhà vô địch Serie A. Theo báo cáo từ tờ La Repubblica, Man United sẵn sàng duyệt chi 26 triệu bảng để thuyết phục Inter Milan đồng ý bán tiền vệ Marcelo Brozovic mùa hè này. Ngôi sao người Croatia đóng vai trò mỏ neo khu trung tuyến đội bóng của cựu huấn luyện viên Antonio Conte, Brozovic có kỹ năng thoát pressing, chuyền dài vượt tuyến ấn tượng. Brozovic góp công lớn trên hành trình vô địch Serie A của nữ xanh thành Milan mùa giải vừa qua. Ngôi sao 28 tuổi mang đến sự cơ động, khả năng hỗ trợ phòng ngự, đánh chặn từ xa hết sức ấn tượng cho hàng thủ Inter Milan. Bên cạnh Man United, Barcelona là câu lạc bộ thứ hai dành sự quan tâm sát sao đến Brozovic. Đội chủ sân Nou Camp đang tích cực tìm kiếm một nhân tố mới chất lượng thay thế trong bối cảnh Sergio Busquets đang đi đến những chương cuối cùng trong sự nghiệp. Trong khi đó, bộ đôi Scott McTominay và Fred vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn sự mong mỏi từ các cổ động viên MU. Huấn luyện viên Solskjaer rất cần một tiền vệ trụ thực sự đẳng cấp để cạnh tranh với Man City tại Premier League mùa giải năm sau. Ngã ngửa tương lai Jack Grealish hè này. Trước đó, tờ Telegraph xác định Jack Grealish là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man City trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cập nhật từ nhà báo Ashley Breeze lại khiến tất cả ngã ngửa. Cụ thể, Ashley Breeze khẳng định có rất nhiều tin đồn xoay quanh Jack Grealish, thế nhưng chưa có bất kỳ lời đề nghị nào. Jack Grealish sẽ tiếp tục gắn bó với Aston Villa mùa tới. Griezmann và Dembele đều có thể ở lại Barca. Barca cần giảm tải cầu thủ, giảm hóa đơn tiền lương đến 200 triệu euro để đảm bảo công bằng tài chính của La Liga. Trọng tâm là nằm ở hàng công với nhiều cái tên cần được giải quyết. Việc giữ chân Messi bằng hợp đồng 2 năm sớm muộn cũng sẽ được công bố khi anh đã hết hợp đồng với Barca từ ngày 1 tháng 7. Bản thân Messi cũng phải giảm 50% lương khi đặt bút gia hạn, trong khi Griezmann và Dembele được đồn trong danh sách thanh lý. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ chương trình Toscota của Cat Radio, Barca đang cân nhắc giữ cả hai cầu thủ người Pháp vì những lý do khác nhau. Với Griezmann, những người vẫn còn 3 năm hợp đồng và muốn ở lại, Barca không muốn xuất sóng bán trừ khi nhận được đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, với ngân sách eo hẹp, Barca sẽ buộc phải yêu cầu chân sút Pháp giảm lương. Còn Dembele phải nghỉ 4 tháng vì chấn thương mới nhất là vấn đề và sẽ khiến các đội có ý định bỏ đi. Barca không thèm mạo hiểm để mất trắng Dembele vào năm tới nên sẽ đề nghị cầu thủ này gia hạn hợp đồng với lương cũng bị cắt giảm. Solskjaer có kế hoạch hoàn hảo cho cả Sancho và Greenwood. Kế hoạch tương lai của Solskjaer là đưa Greenwood vào thay Edinson Cavani ở vị trí trung phong. Mùa giải này, lão tướng Edinson Cavani đang gây ấn tượng mạnh mẽ, đã ghi 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, là cái tên được tin tưởng nhất ở vị trí tiền đạo trung tâm. Mới đây, Quỷ Đỏ đã thuyết phục được Cavani ở lại thêm một mùa, tuy nhiên đây hoàn toàn không phải kế hoạch dài hạn của MU. Sự có mặt của Cavani có ý nghĩa lớn ở vai trò truyền kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ, Greenwood chính là người được hưởng lợi nhiều từ việc này. Greenwood đã học hỏi từ cầu thủ 34 tuổi trong và ngoài sân cỏ và gắn bó đặc biệt chặt chẽ với lão tướng trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế hơn một tháng trước. Sau đó, anh dường như được biến đổi, ghi 8 bàn thắng sau 12 trận đấu gần đây nhất. Greenwood đã dành phần lớn thời gian ở đội 1 chơi ở cánh phải, nhưng trong tương lai gần, anh ấy sẽ được chuyển về trung tâm. Man United sau đó có thể dùng Sancho ở bên phải và Marc Rashford ở bên cánh đối diện, một hàng công đáng mơ ước với đầy tài năng và sức trẻ. Chelsea muốn giúp Thomas Tuchel có được tiền vệ trong mơ. Sự quan tâm của Chelsea đối với Rai vào mùa hè năm ngoái và tháng riêng phần lớn là do Frank Lampard thúc đẩy. Tuy nhiên, người thay thế Lampard ở Stamford, Thomas Tuchel cũng muốn đưa cầu thủ 22 tuổi đến Stamford trước chiến dịch 2021-22. Điều đó sẽ không dễ dàng, tầm quan trọng của Rai tại West Ham chỉ tăng lên trong năm qua. Anh ấy là đội phó của câu lạc bộ, là thủ lĩnh trên sân. David Moyes không muốn bán Rai và anh ấy còn 3 năm trong hợp đồng với câu lạc bộ, cộng với tùy chọn kéo dài 12 tháng nữa có thể được kích hoạt. Tuy nhiên, đã có nguồn tin cho rằng Rai, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea, đã từ chối hay đề nghị gia hạn hợp đồng mới từ West Ham. Về phần Chelsea, huấn luyện viên Tuchel muốn The Blues bổ sung một tiền vệ khác vào đội hình của mình, đặc biệt là khi Billy Gilmore đã gia nhập Norwich City dưới dạng cho mượn, còn tương lai của những Ruben Loftus-Cheek, Rod Bradley chưa rõ ràng. Kolo Kanté, Jorginho và Mateo Kovacic là những lựa chọn ở tuyến giữa của Tuchel hiện tại. Bộ ba này đều có bộ kỹ năng khác biệt. Kolo Kanté là tiền vệ xuất sắc hàng đầu trong việc ngăn chặn các đợt tấn công và thu hồi bóng. Jorginho là nhạc trưởng ở giữa sân, còn Kovacic là một người kéo bóng chất lượng. Declan Rice kết hợp một chút của tất cả những đặc điểm đó, đồng thời anh cũng mang đến sự hiện diện thể chất tốt hơn ở tuyến giữa. Nhiệm vụ của Rice là phải lùi sâu hơn và bảo vệ tuyến sau.
Mùa giải vừa qua, anh có trung bình 2,41 pha tắc bóng mỗi 90 phút, thấp hơn Kante, Jorginho và Kovacic. Nhưng bù lại, khả năng không chiến của ngôi sao West Ham rất ấn tượng khi thắng 61,8% các pha tranh chấp trên không. Tiền vệ 22 tuổi này có nhận thức về phòng ngự tốt hơn so với các lựa chọn hiện tại của Chelsea và chắc chắn có khả năng chống lại những tiền đạo thể lực. Những người đôi khi có thể bộc lộ những điểm yếu của Kante, Jorginho và Kovacic trong cùng một vai trò. Cộng thêm phẩm chất lãnh đạo và thái độ của Rai, có thể hiểu tại sao huấn luyện viên Tuchel muốn Chelsea đưa tiền vệ này trở lại Stamford, ngay cả khi phải trả một số tiền rất lớn cho ngôi sao của West Ham. Arsenal nhắm đến ngôi sao tấn công của Man City. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã có kế hoạch cải tổ đội hình mạnh mẽ trong phiên chợ hè với mục tiêu đưa pháo thủ trở lại top 4 Premier League mùa sau, sau nhiều hợp đồng sắp công bố như Nuno Tavares và Albert Colunga. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang muốn thâu tóm ngôi sao thuộc biên chế Manchester City để nâng cấp hàng công của Arsenal. Just Arsenal dẫn nguồn từ Eurosport cho biết đội chủ sân Emirates đã đưa Riyad Mahrez vào danh sách mục tiêu của mình. Hiển nhiên, đây là thương vụ cực kỳ khó khăn vì Mahrez vẫn đang được xem là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của huấn luyện viên Pep Guardiola. Nguồn tin trên còn cho biết thêm, ngôi sao này muốn ở lại Etihad và sẽ tiến hành đàm phán với lãnh đạo về tương lai của mình. Ngoài ra, để thuyết phục Mahrez từ bỏ vinh quang tại Man City để chuyển đến một câu lạc bộ đã lâm vào khủng hoảng như Arsenal cũng là một bài toán nan giải dành cho Arteta. Dortmund muốn có cầu thủ ngôi sao của Chelsea. Dortmund vừa gửi lời đề nghị đến Chelsea để hỏi mua Callum Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi là nhân tố nổi bật với Frank Lampard nhưng không có vị trí khi Thomas Tuchel xuất hiện. Theo báo chí Đức, Dortmund đã đánh giá tiềm năng của cầu thủ này nên muốn đưa về Bundesliga. Thỏa thuận này cũng nói nên khả năng Dortmund sẽ bán Erling Haaland cho Chelsea là khá cao. Liverpool hỏi mua trụ cột tuyển Ý tại Euro 2020. The Kop cân nhắc kế hoạch chiêu mộ tiền vệ 24 tuổi về Anfield mùa hè này sau màn trình diễn chói sáng của anh tại Inter Milan. Tờ Calcio Mercato đưa tin, Liverpool cân nhắc kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Nicolò Barella mùa hè này từ Inter Milan. Ngôi sao người Ý hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho khu vực trung tuyến của tuyển The Kop, đồng thời gia tăng chiều sâu đội hình khi The Kop sẽ chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau. Mùa giải 2020-21, Barella có phong độ cao khi đóng góp 13 pha kiến tạo trên hành trình Inter Milan đoạt danh hiệu vô địch Serie A dưới triều đại cựu huấn luyện viên Antonio Conte. Barella được ban tổ chức Serie A vinh danh là tiền vệ xuất sắc nhất mùa. Tình hình kinh tế ảm đạm nhiều khả năng buộc nửa xanh thành Milan phải bán đi vài trụ cột của mình ở mùa hè này. Điều đó trở thành cơ hội thuận lợi để Liverpool xúc tiến thương vụ hỏi mua Barella. Ngôi sao 24 tuổi là mẫu tiền vệ toàn diện khi anh có thể chơi với vai trò mỏ neo, trung tâm hoặc hộ công. Hợp đồng giữa anh và Inter Milan có thời hạn đến năm 2024, mức giá của Barella được dự đoán rơi vào khoảng 60 triệu bảng. Arsenal là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liverpool trong thương vụ Barella. Đội chủ sân Emirates mong muốn chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng trong bối cảnh Dani Ceballos và Martin Odegaard quay trở lại Real Madrid. Tương tự, Liverpool xem Barella là phương án khỏa lấp khoảng trống để lại từ Jorginho Wijnaldum. Tương lai của Barella sẽ được quyết định sau Euro 2020 kết thúc. Ký nhanh Sancho và Varane, MU cho thấy sự khác biệt lớn. Manchester United đang hoạt động tương đối tích cực trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, họ sớm chiêu mộ thành công bom tấn Jadon Sancho. Những ngày này, một số câu lạc bộ ở châu Âu đang tất bật chuẩn bị cho mùa giải mới. Không chỉ công việc duy trì thể lực cho cầu thủ được quan tâm mà còn là việc xây dựng nền tảng để hình thành một phong cách chơi xuyên suốt mùa giải dài. Không phải lúc nào Manchester United cũng hoàn thành việc chuyển nhượng nhanh, chóng và xuất sắc, không dễ để một câu lạc bộ tầm cỡ như Man United đạt được điều đó. Họ biết đối tác và một số đại diện có thể lợi dụng họ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng có những dấu hiệu trong mùa hè này cho thấy họ đang đi đúng hướng và đối với tân giám đốc bóng đá John McTopp, đó là một khởi đầu rất đáng khích lệ. Ole Gunnar Solskjaer cố gắng tránh bàn đến các cuộc thảo luận chuyển nhượng mùa trước, nhưng ông đã nói vào tháng 4 rằng mọi người ở MU đều muốn thực hiện các vụ chuyển nhượng càng sớm càng tốt và bây giờ có vẻ như Solskjaer bắt đầu đạt được mong muốn của mình. Man United sớm chiêu mộ thành công Jadon Sancho, bản hợp đồng mà họ theo đuổi từ lâu với giá 72,9 triệu bảng. Ngay sau khi thương vụ Sancho được xác nhận, Quỷ Đỏ lập tức tiến hành đàm phán chiêu mộ Raphael Varane. Cầu thủ của Real Madrid là mục tiêu hàng đầu của Man United trong vị trí trung vệ và anh sẽ là một sự bổ sung đáng chờ đợi. Man United cũng muốn nhanh chóng hoàn tất chữ ký này trong mùa hè năm nay. Man United bắt đầu hành động như một nhà vô địch. Ngoài việc Liverpool ký hợp đồng với Ibrahima Konate từ RB Leipzig, một thỏa thuận đơn giản để thực hiện do điều khoản giải phóng hợp đồng, Man United đã hành động nhanh hơn các đối thủ của họ ở Premier League. Điều này hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt vào mùa giải tới ở Premier League. Hiện tại, sau hai mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 3 và thứ 2 tại Premier League, mục tiêu của Solskjaer phải là chức vô địch. Đó là lý do họ muốn hoàn thành công tác chuyển nhượng sớm. Một khi các thương vụ hoàn tất, Quỷ Đỏ có nhiều thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải mới. Rõ ràng, Man United không muốn chờ đợi tới ngày cuối cùng như những kỳ chuyển nhượng khác. Khi đó, họ sẽ tỏ ra bị động.
Thay vì liên tục phải nhận những lời chỉ trích vì sự chậm trễ như trước kia, Man United giờ đã khác và họ đã sẵn sàng để thách thức cho ngôi vương mùa tới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.